Vậy bây giờ tôi xin hỏi câu hỏi số 1. Vậy ông Nguyễn Nhân giải thích cho tôi hai chữ giải thoát có ý nghĩa gì? Rồi chưa? Tôi trả lời. Giải là giải dụa, thoát là thoát ra. Giải dụa cái gì? Thế giới thì tiền bạc nó dính nhiều quá đó. Thì nó kéo mình đi luân hồi. Ông có tiền phải không? Nó dẫn ông đi Tây, đi Mỹ á. Ông không có tiền có đi được không? Tại không có đi. Giải thoát là giải dụa, thoát ra. Trái đất này nó dính như keo. Và muốn thoát đi ra ngoài cái thế giới âm dương này nè. Để về Phật giới á. Phật giới là điện từ quang, nó không có dính gì đâu ạ. Còn thế này là trái đất này gọi là điện từ âm dương, hút dính, cái gì cũng dính hết. Thành ra đạo ông Thất Ca, ông chủ trương là giải dụa để thoát ra cái quy lực vật lý âm dương, trở về Phật giới thành Phật. Rồi muốn thành Phật xong rồi, tái nhập ta bà, làm thầy tu độ người ta. Nhưng mà nên nhớ là nhập ta bà làm thầy tu mà phải kiến tánh mới là thầy tu được nha. Còn chưa kiến tánh được làm thầy tu. Hiểu chưa? Rồi. Rồi tôi xin chấp nhận. Rồi chấp nhận. Rồi, rồi tôi tiếp tục vào câu hỏi 2. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết cõi các tổ chức cõi vô hình như thế nào? Này dễ ợt, dễ nhuyễn cơm. Trái đất này là ngũ thú tập cư. Ai cũng biết, Đức Phật nói, ngũ thú, người, thần, thánh, tiên, cao quỷ, người là mình biết mình rồi. 16 thứ tánh, đủ thứ chuyện hết. Thần, có hai cái nhiệm vụ, cho tánh Phật vào đây mượn thân tới người, tạo công đức. Nếu mà tạo công đức thì cho về, còn tạo nghiệp ở đây, thực thi nhân quả, cho đi nhân quả. Đó là thần đó, nhiệm vụ của thần đó, thánh à. Giúp con người vô đây phải giúp con người sống an nhàn, sống thánh thiện, vô đây làm tầm bậy thì nó bị đập rất chịu. Tiên vô đây an nhàn, đừng có tu. Nhớ là đạo tiên chủ trương là tiên là chỉ giúp cái thánh Phật vô đây đừng có tu, vô để tạo công đức về cho ông tu là ông bị nhân quả đó. Hiểu chưa? Thần thánh tiên đó là có cõi vô hình đó. Còn ngạo quỷ là sao? Xúi đủ chuyện á. Người ta chết ở tù, ở chết ở tù tiền bạc chi cũng rồi, ngạ quỷ nó suối đó, nó cho biết đó, khỏi hình là bây giờ tự nhiên thầy đi cái hầm hổng trong túi không có tiền, thấy cái gì cũng ham, không ham rồi vậy rồi sao, không có tiền làm sao mua, chôm lại dính cái nhân quả liền, phải không? Đó đúng vậy đúng không thầy, đúng không? Tại vì tham thôi, mình không có thôi. Kể là mình sống ở đây, mình sống đúng với cái phước của mình. Cái phước của mình có 10 đồng thì ngày nó xài 10 đồng thôi. Phước có 10 đồng mà xài 100 là sao? Thiếu nợ, rồi bị nhân quả. Thiếu nợ là bị nhân quả. Đồng ý chưa? Vậy tôi đồng ý. Rồi, cảm ơn. Vậy tôi xin hỏi câu thứ 3. Ông Nguyễn Nhân trả lời cho tôi biết, Thiền Tông có thể thành Phật, vậy công thức tu ra sao? Dễ những cô mà tại mình không muốn thành Phật. Phật là gì? Phật là người đó thấy, nghe, nói, biết, thanh tịnh, đừng có dính. Còn nếu mà mình mà phàm phu, thấy đẹp quá, muốn mua, giàu dính, mà không có tiền, quên trả tiền người ta là sao? Bị nhân quả. Ông cảnh sát là ông mua mà ông quên trả tiền là ông bị nhân quả đó. Thấy không? Thấy có nghĩa là muốn làm Phật là thấy nghe không biết thanh tịnh, không có dính gì hết á là Phật rồi đó. Còn nếu mà dính là phàm phu, có vậy thôi. Đồng ý chưa? Vậy tôi đồng ý. Đồng ý với vỗ tay. Vậy ông cho tôi tiếp tục câu hỏi 4. Ông Nguyễn Nhân trả lời rất hay. Tôi tiếp tục hỏi câu 4. Ông Nguyễn cho tôi biết Bát Nhã Ba La Mật là gì? Chữ bát là bát nhã, trùm khắp ba la mật, thanh tịnh. Là nói cái gì? Là Phật nói là cái tánh của mình đó là nó trùm thanh tịnh mà nó trùm khắp.
Đó, Bát Nhã Tâm Kinh là cái gì? Là cái nói về cái tánh Phật của mình. Bát Nhã Tâm Kinh gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mà cái này ông phải trả lời thẳng thắn, không có quanh co. Đâu thì đó, thì bây giờ giải thích vậy thôi. Thầy hỏi tôi Bát Nhã Ba La Mật phải không? Bát Nhã là trùng khắp, Ba La Mật là thanh tịnh. Rồi, khỏi quanh co. Hiểu chưa? Được không? Rồi. Được không? Được hay nói được? Không được hay nói ồ, không được. Vậy tôi đồng ý. Đồng ý không? Vậy cho tôi tiếp tục câu hỏi 5. Rồi. Vậy ông Nguyễn Nhân cho tôi biết tại sao các chùa hiện nay tu không chùa nào treo bảng hiệu ghi rõ rằng pháp môn tu, xin giải thích cho thuận lý. Cái này nếu mà tôi giải thích mấy ông thầy đập tôi đó. ông phải đi vô cái chùa ông hỏi. Thấy không? Đây tôi giải thiền tông thôi. Còn người ta không treo bảng thì lại hỏi chùa ta. Chùa ông có treo bảng không? Có. Có phải không? Treo bảng gì? Tu tịnh độ. Tu tịnh độ đi đi đâu? Ở Bà Bốn rồi phải không? Tu tịnh độ để về cõi tịnh độ. Nhưng mà tôi nói cho thầy biết nè. Bây giờ tịnh độ á, là bây giờ ông Phật nói là ở vòng 2, vòng 3 tam giới. Mà bây giờ đi đây á, thằng Mỹ nó lên trên mặt công trăng, nó nằm ở trong cái còn cái hệ thống trái đất này, có tiền mua, có tiền để không? Bây giờ đi vòng vòng trái đất này chút xíu mà 2-3 triệu đô á, đi có hai mấy tiếng đồng hồ á, mà lên mặt trăng á thì ngày là 14 1 tỷ 4, còn lên tỉnh độ là 1.400 tỷ Mỹ. Thầy có đi không? Thầy tu mà thầy đi nổi không? Mà thầy, tôi hỏi thầy nè, mà thầy tự đi không? Hay là thầy vũ người ta đi? Nếu thầy tự đi thì thầy tu không được nha. Thầy đâu có tiền đâu đi. Không đủ ăn, không đủ ăn mà làm sao có chuyện lên tịnh độ. Mà nếu mà rủ người ta đi á, phải rủ người giàu. À, tôi rủ cho anh chị đi, đi với tôi, bao tôi luôn, bao tiền xe cho tôi. Một, bây giờ tôi nói giờ ở đây nè, ra Mỹ á, xài một ngày là tôi cho 500 ngàn tiền Việt Nam đi. Mà lên trên độ ở 10 ngàn năm, cứ tính đi, tính bằng tiền Mỹ thôi. Có tiền đi không? Tiền lên là nổi không? Thầy tu tịnh độ là thầy chết. Lên tịnh độ là lên cái hành tinh để hưởng phước mà, cực lạc mà. Cực là cực kỳ, lạc là vui sướng cực kỳ. Giống như kiểu mà qua Mỹ chơi hết ga luôn, vui lưu lách ba gách hết ra được. 10 ngàn đô vô hơi 5 phút sau mất hết. Phải không? Mà thầy dám tu tịnh độ không? Thầy đâu có tiền đâu tu. Tôi bảo lắm, chừng nào thầy kinh doanh mà ở trái đất này giống như Bill Gates của Mỹ á, thì nên tu tịnh độ được. Ông có mấy chục, ông chung mấy chục tỷ á, ông đi được. Còn thầy có nổi không? Có nổi mấy chục tỷ không? Nếu mà thầy không có là thầy tu thì là thầy tự sát. Giống như bây giờ nè, công ty du lịch người ta nói giờ tôi đi Mỹ á, 30 ngàn đô, 1-2 tháng tôi về. Mà thầy có được 30 ngàn đô không? Nếu không có mà cái thì ra thầy nói công ty đưa cho thầy đi, nó có đưa không? Thầy tự sát. Thầy mà tu tịnh độ là thầy tự sát, không khi nào đi được. Không khi nào đi được rồi thầy bài đủ chuyện hết là coi chừng á. Coi chừng thầy đi đâu á. Thấy không? Dám không? Bây giờ tôi hỏi thầy dám tu tịnh độ không? Hay là thầy theo cái bản, theo cái bản không dám tu. Phải không? Rồi thôi bỏ đi, bỏ tu tịnh độ, thôi tu. Đây nè, tu giải thoát không có đồng nào hết á. Thầy làm ơn đi ra ngoài kia, tôi nói ở tù này tu giải thoát đó. Thầy dẫn lên đây, nó chỉ cái, thầy giải thích 5-3 cái, thầy có công đức rồi, chết về, phải ru. Nghe không? Còn những cái câu hỏi rồi thầy hỏi cho hay đi. Ở ban quản trị nó phát lên mạng mai mối, thầy có vô lượng công đức luôn á. Về mặc áo vàng luôn á. Thấy không? Rồi đồng ý chưa? Tôi rất là đồng ý. Chắc đồng ý. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy cho tôi hỏi câu số 6.
Vậy ông Nguyễn Nhân cho tôi biết, trong đạo Phật có kinh nào dạy Phật tử cúng dường cho các vị tăng? Có, kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cúng dường một tăng giữ giới, cúng dường 100 tăng không giữ giới không bằng cúng dường một vị tăng giữ giới. Cúng dường 1000 tăng giữ giới không cúng bằng cúng dường một A La Hán. Cúng 1000 ông A La Hán không bằng cúng dường một Bích Chi Phật. Cúng dường 1000 Bích Chi Phật không cúng gần bằng một vị Phật. Cắn cúng dường 1000 ông Phật không cúng bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Đó, dạy cúng dường đó. Thầy về á, để trên cái chùa thầy á, cúng dường này, đi mua mua ông ấy thì từng tới lại tôi cho cái bản cúng dường kính đàng hoàng, gọi là Tứ Thập Nhị Chương. Thấy không? Cúng, nếu mà nó sẽ có thầy mà cúng đưa cái bản này lên cái chùa thầy, nghĩa là giống như chùa Bà Đanh, không ai tới. Biết không? Biết chùa Bà Đanh đi về Bắc không? Không ai tới hết. Thấy không? Rồi tôi hỏi tiếp đi, thầy hỏi rất hay. Tuy thầy nói nó không ấy, nhưng mà cái này phát lên mạng, thầy có công đức nhiều lắm. Hỏi đi. Vậy tôi rất đồng ý. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết, trong đạo Phật có, tôi đi vào câu hỏi 7, ông Nguyễn Nhân cho tôi biết, tại sao các thầy tu hiện nay không có vị nào, không có vị nào biết công thức giải thoát? Cái này dễ ở công thức giải thoát nằm trong quyển giáo lý, giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam, xuất bản ai cũng biết hết. Thầy có quen ai không? Thầy mà năn nỉ người ta cho xuất bản cái quyển này là công đức vô lượng, công đức còn hơn cái người mà hồi sáng mà 37 tỷ năm mới về đó, thấy không? Nhưng mà tôi biết thầy ở đây bao lâu tôi biết rồi đó. Có 60 tỷ rồi. Có 60 tỷ rồi. Mà thầy mà được cho xuất, làm sao mà xuất bản được quyển giáo lý này về cấp tốc. Không phải một Phật đón đâu, mà 10 ông đón. Chịu không? Chịu không thì cứ làm đi. Hỏi đi, hỏi cho hay đi. Thì anh em ban quản trị ra sao phổ biến đây là thầy đương nhiên công đức vô lượng. Chưa có ai phá cái chùa Tân Triệu kiểu này mà thầy chữa Phật rất hay. Dám đi thẳng vô, dám đi thẳng vô từ ngoài cổng vô chánh điện luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy tôi thấy rất là thuận lý. Ông hãy cho câu hỏi 8. Vậy ông Nguyễn Nhân cho tôi biết, tại sao các thầy giảng đạo nói rằng tu hành vô số kiếp mới thành Phật được, lý do gì các thầy lại nói như vậy? Này dễ ợt, cái này ông Phật nói, tại mấy ông thầy nói theo ông Phật. Ông Phật ông nói câu này nè, muốn nấu cơm thì lấy gạo bỏ vô nấu thành cơm. Còn ông muốn ăn cơm mà ông lấy cá không bỏ vô cái nồi nấu, vô số kiếp không có cơm mà ăn. Đặc chủ này, tu thiền tông thì phải hiểu cái công thức giáo lý của nó, tu thì mới đúng. Còn tu mà không có giáo lý, không có công thức gì, tu mù rồi sao? Thì vô số kiếp thì tu hoài như vậy, phải không? Vì thế mà Đức Phật có nói câu nè, nấu cát mà muốn thành cơm phải vô số kiếp mới thành được, chứ chưa chắc thành được. Còn nếu muốn thành Phật, tu đúng giáo lý, thành liền. Bây giờ nè, trong cái bản kinh Đức Phật có dạy nè, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, thấy biết, mà lập thay cái biết là vô minh. Tri kiến bất lập tri, tri kiến mà không lập theo thấy biết, tức tánh niết bàn là thanh tịnh. Thanh tịnh là tất nhiên là sao? Có tiền, ông Phật ông nói sao về đi ông, ông có công đức rồi đó. À, sẽ về, dễ ợt. Còn muốn về liền, dễ ợt. Mua mấy viên thuốc ngủ mà uống vô, cái ngủ đêm luôn. Người ta uống có một viên, người ta ngủ còn uống 20 viên vô. Mai khỏi ngủ luôn, mai khỏi sức luôn. Rồi đi luôn, về luôn. Rồi có thằng rước mà về luôn. Thấy không? Muốn bây giờ, đời bây giờ là muốn về Phật giới vậy. Có công đức muốn về, đêm sáng về liền. Nhà nước Tây,
thuốc ngủ mà uống viên, mà hút 20 viên cho ngày mai đi về luôn, hiểu chưa? Rồi tôi nghe rất là thuận lý. Dạ ông Nguyễn Nhân trả lời câu thứ 9. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết tại sao pháp môn giải thoát ở Việt Nam duy nhất chỉ có chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra, các chùa khác không chùa nào dạy. Cái chùa này là nối tiếp dòng Thiền Tông, thấy không? Do ông Thích Ca giao cho Long Nữ, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng, ông Thích Ca ông giao cho Long Nữ cái kinh vô tự này, bảo đến đời mạt thượng pháp công bố ra, thì mới công bố nay 5 năm rồi đó, ngày 14 tháng 5 2017 đó, nay 5 năm rồi. À. Chứ bây giờ là cái này ông Thích Ca ông giao có cái, mà lịch sử ghi đàng hoàng chứ không phải là mơ hồ, trong kinh Diệu Pháp Liên Quan nói rõ ràng đến đời mạt pháp cái pháp môn Thiền Tông này Long Nữ phải cho công bố ra. Long Nữ ở nước rồng của đất rồng, nước rồng là nước Việt Nam, nước rồng là con rồng con tiên đó. Nước Việt Nam là đất Long An, Long là rồng, An là nằm nghỉ, thấy không? Không biết là sao bả bây giờ bả hồi trước bà làm công chúa mà giờ bà đẻ thành là bà bán giải, mà giờ đẻ ra thằng con thằng Nguyễn Nhân á. Thằng Nguyễn Nhân biểu bày phải công bố ra, dạ mẹ biểu mà không lẽ không giờ phải cãi, hiểu không? Cứ bằng con không được quyền cãi mẹ. Thì mẹ biểu làm sao làm vậy, thấy không? Chắc này ông cũng là bà chuối ông lên hỏi này, thấy không? Rồi tốt, không sao. Ông hỏi cái này là có công đức nhiều lắm, khỏi cần làm gì cho mệt. Tôi nghe vậy là tôi cũng nghe rất là thuận lý, theo lời giải thích của ông. Vậy cho tôi hỏi tiếp theo, câu hỏi số 10. Ông hãy cho tôi biết lý do gì mà người tu theo đạo Phật khoa học, vật lý Thiền Tông Việt Nam không giữ giới. Ông... giữ giới phải không? Không giữ giới. Thì đúng rồi, tu Thiền Tông không giữ giới. Nếu mà ông tu Thiền Tông mà ông giữ giới là thì tụi kia nó vô nhà nó hốt à. Có nhiều nó hốt hết. À, anh vô đây, ông hốt tôi đọc anh gãy giò. Đánh người ta làm sao không giữ giới. Thấy không? Giữ giới là để cho cái người mà tu yếm thế, tu tiểu thừa yếm thế ta mới giữ giới. Tu Thiền Tông bắt trước ông Trần Nhân Tông, giặc trăm lần là nước tôi biểu, ông không ra tôi đập ông chết á. Nếu mà giữ giới thì đâu dám đánh ra giặc, thấy không? Để lấy nước mình sao? Còn nếu giữ giới mà nhà ông mà nó vô nó hốt hết rồi sao? Không giữ, Thiền Tông không giữ giới, nhưng mà tuân thủ nhân nghĩa lễ trí tín, tuân thủ cho đúng, không giữ giới hết. Nếu mình giữ giới là tức gì? Giữ giới là không có dám giết ai, không có chửi ai, không đánh ai, bởi là giữ giới. Là tôi không đó. Ông học tôi, ông tôi nhân nghĩa với ông mà ông làm tầm bậy tôi đập ông, thế vậy thôi. Chịu chưa? Vậy tôi xin rất là cảm ơn ông. Thì bây giờ tôi tiếp theo tôi hỏi câu hỏi số 11. Ông cho tôi biết Thiền Tông sư có nhiệm vụ như thế nào mà ông lại mặc áo Thiền Tông sư, ai phong cho ông? Có phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam phong không? Hãy trả lời cho tôi. Bây giờ nè, tôi đã cắt với Thiền Tông là cái thiền đi theo cái tông dòng, sư là ông thầy, ông thầy mới dám ngồi lên. Cái bản là bí kíp đã được truyền bí kíp Thiền Tông, đọc kể đây, đã được truyền bí kíp Thiền Tông. Một Thiền Tông sư là phải có cái tư cách này, là muốn hỏi gì cho hỏi. Bằng của tôi, Thiền Tông sư Thích Đức Thảo và Thích Đức Hà cấp cho tôi ngày 15 tháng 10 1958, là 60 mấy năm, mà tôi không dám đưa ra, mà đợi khi nào mà chuẩn bị có một tu sĩ hỏi tôi mới mặc. Mà nay ông họ ông hỏi tôi mới mặc, rồi ông hỏi nó nguyên tắc vậy. Nếu chữ Thiền Tông sư này cho hỏi tự do,
Bây giờ cứ lên hỏi đi, không được đạp cái bàn té, đạp cho té cái ông Nguyễn Nhân này đi, ông xạo chứ làm gì có Thiền Tông Sư, nghe không? Dám chơi vậy, có ai dám chơi liều mạng như tôi không? Bây giờ ông chịu khó về nói đồng đạo hỏi mấy sư huynh mới đại đức chứ gì, đại là lớn đức lớn thôi, kiếm mấy ông thượng tọa đó, thượng tọa là thượng là cao, tọa là ngồi, ngồi cao, ông đại đức sao? Cái đại đức này nè, ông mang danh đại đức mà ông hiểu đại đức là cái gì không? Muốn nghe đại đức tôi nói cho nghe, nghe không? Nghe phải không? Tôi muốn nghe. Đại là lớn, đức là đức lớn, mà đức ở thế gian này nó có ba cái loại đức: công đức, ác đức và phước đức. Ông là đức nào? Ông đại đức ba cái đức này là công đức, phước đức và ác đức. Ông là cái đức nào? Đâu trả lời coi. À. Theo tôi à, là tôi sẽ chọn công đức. Công đức hả? Làm sao? Làm sao có công đức? Bữa nay ông tạo công đức á. Bữa nay ông hỏi này là ông tạo công đức á. Còn nếu mà ông đi lừa ta là ác đức á. Thấy không? Bởi vì trên trái đất này nó có ba loại đức: công đức giúp người ta hiểu cái đạo. Bên này ông đang nói cái này là ông giúp ta hiểu đạo. Còn phước đức anh giúp người ta dạ, giúp ta an vui là không phải là giàu, nghèo đừng có phước đức nổi đâu. Còn ác đức đi lừa người ta đó là ác đức, giác ngộ giải thoát không biết mà cái đi dạy đó là chết rồi, là ác đức đó. Thấy không? Vì thế mà mang cái đại đức thì phải ta hỏi chứ, ta hỏi mày mối hỏi chứ, đại đức cái gì, đức gì? Tôi có công đức, hỏi sao sao tôi có, giờ đâu tôi hỏi chùa Tân Diệu á, sao tao vỗ tay lắm á, mỗi người vỗ tay tôi có một công đức á. Thấy không? Bây giờ con kêu người ta vỗ đi, vỗ nhiều vỗ tay, mỗi vỗ tay ông hỏi mà người ta vỗ tay là ông có một công đức á. Thấy không? Tôi đâu có làm gì đâu. Đó, quay coi, dồn coi người ta hỏi. Thấy không? Đó, bây giờ tôi mới mở cái đức cho ông thấy. Ông không có ác đức, mà ông có công đức mà không có phước đức. Chứ phước đức là ông phải làm từ thiện, có tiền đâu làm. Mà giờ ông hỏi câu này là người ta hiểu hết đó, thì ông có công đức. Vì thế mà đại đức công đức phải ghi giờ về lại ngàn ghi cái bản nè, tôi là đại thích gì á, đại đức công đức nhiều chứ không phải là ác đức nha. Chịu không? Bữa nay tự nhiên ông đến đây ông hỏi ông có công đức rất nhiều á, chưa có ai hỏi mà vỗ tay. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy hôm nay tôi nghe cũng rất là thuận lý. Thì bây giờ tôi xin hỏi tiếp là câu hỏi 12. Ông hãy cho tôi biết, nếu đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông Việt Nam không cho tu, vậy đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông lập ra để làm gì? Bây giờ... Để làm gì? Là chưa? Thì... Rồi. Rồi hết câu hỏi chưa? Hết câu hỏi. Bây giờ phải hiểu này nè, tu là cái gì? Tu là sửa, phải không? Tu là sửa. Mà bây giờ con người ông hư cái gì mà ông sửa? Nói nghe coi. Thấy tôi thấy đẹp trai quá làm gì có việc sửa. Tu là sửa. Tu sĩ, như là tu sĩ. Sĩ là học. Học cái gì? Học giáo lý. Có giáo lý không? Chưa có. Chưa có. Bây giờ lộ ra là tu sĩ giả. Phải không? Bây giờ tôi nói thiệt nghe là bây giờ hỏi cần tu sĩ. Bởi vì nguyên tắc tu là phải sửa. Sửa mà sĩ là học. Học cái gì? Học giáo lý. Tôi học giáo lý để tôi sửa. Để tôi sửa cái tham sân si của tôi. Tôi đã thành của người hoàn thiện. Tôi tạo công đức tôi về. Bữa nay bắt đầu tạo công đức đó. Chính ông hỏi mà ông không biết là ông không giải thích nổi cái tu sĩ nữa. Thấy không? Mà giờ tôi giải thích đó. Mà tôi giải thích cái này mà người họ hiểu á, là lý do tại sao họ hiểu. Ông hỏi tôi, đại đức hỏi tôi, đại đức vô lượng công đức hỏi tôi. Bây giờ tôi xác nhận ông là đại đức vô lượng công đức hỏi, chứ không phải là đại ác đức hỏi. Đó. Thì hỏi rất hay. Thì mai mốt mà về đệ tử hỏi lại á, tôi đại đức chánh hiểu á,
đại đức công đức vô lượng. Tôi chứng minh, tôi hỏi người ta vỗ tay dữ lắm. Là nói một người vỗ là có một công đức đó. Hốt bữa nay hốt công đức đó. Nửa về đó là kêu bằng chư Phật rước đó. Thấy không? Chứ không phải là tự theo qua tiêu về đâu, đừng có lo cái này. Trời hỏi tiếp đi, sao chúc mừng nha, chúc mừng bữa nay thầy đến đây hỏi hốt công đức á. Vậy bây giờ tôi nghe cũng rất là thuận lý. Bây giờ ông cho tôi hỏi tiếp là câu 13. Ông cho tôi biết, ông tự xưng là viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, giáo hội không phong cho ông, vậy lấy tư cách gì ông xưng là viện chủ? Bây giờ câu hỏi thì cũng hay, nhưng mà ông chưa có sâu sắc về cái viện chủ. Bây giờ tôi hỏi ông là ông cất cái nhà, ta kêu ông chủ nhà hay gì? Rồi người hàng xóm, ta, cái người trẻ lớn anh tới nói, ô viện chủ, ủa gia chủ. Gia chủ là người Trung Quốc hỏi, còn cái chủ nhà người Việt Nam hỏi. Tôi đây viện chủ là tôi xưng theo kiểu người Tàu. Chứ còn nếu mà tôi ở đây, nếu mà chủ chùa thì tôi nói theo cái tiếng người Việt Nam, thấy không? Còn nếu mà tôi nói là viện chủ thì tôi nói theo tiếng Tàu. Cái đâu có gì đâu khác đâu. Còn giáo hội là làm sao biết cái vụ này mà ông phong? Có nghĩa là giáo hội á, giáo hội mà muốn á thì ông mà ông phải chỉnh tôi vấn đề cái giáo lý thì giáo hội. Ông có biết cái văn học của Phật giáo không mà ông dám đề thiền sư, thiền tông sư gì đó, thấy không? Còn ông hỏi đây là hỏi về cái văn học của cái thế gian thôi. Tôi xưng viện chủ, đây là tôi nói bằng tiếng Tàu. Mà cái ông mà thiền tông sư Thích Đức Hà, ông là người Tàu, chứ không phải người Việt Nam. À, thì ông kêu tôi nữa con á, tiếp nói mẹ con cái chùa này con là viên chủ nghe không? Dạ, thì biết vậy thôi, chứ lúc đó 20 tuổi nói gì nghe lấy thôi, con đi học mà, nghe không? Trả lời về thỏa mãn chưa? Rồi tôi rất thỏa mãn. Vậy tôi tiếp tục hỏi câu 14. Ông Nguyễn Nhân trả lời cho tôi biết, người xuất gia mấy chục năm nay như chúng tôi giữ 250 giới, đứng vào hàng thanh văn duyên giác, thế mà còn không dám dạy giác ngộ và giải thoát. Còn ông là người chưa cạo đầu lần nào, như vậy ông lấy tư cách gì để dạy người ta giác ngộ và giải thoát? Câu hỏi của đại đức thì câu hỏi đại đức vô lượng này nè, nó sai. Tôi đâu có dạy giác ngộ giải thoát đâu, tôi in cái sách ra với thầy bữa nay nè, hỏi tôi trả lời, chứ tôi có dạy đâu. Người ta đây bà con rồi nghe rồi muốn hỏi gì tôi trả lời, hoàn toàn tôi không dạy tiếng nào hết. Mà tôi viết bằng sách, ra sách, ta thấy hay, ta tới đây, ta nghe, thắc mắc sao nghe, chứ tôi có dạy đâu. Dạy là tôi phải mở lớp à, có tấm bản đàng hoàng, tôi viết, tôi dạy. Cái này tôi đâu có dạy, tôi ngồi đây nè, trả lời giải đáp bên đây, thầy đang là tham vấn, tức là hỏi tôi, nghe không? Còn bên đây là tiếp nhận câu hỏi này, nhớ là nó rõ ràng. Hai bên là trợ giúp tôi, chứ tôi có dạy đâu. Tôi có cái ban bệ đàng hoàng, ban bệ trợ giúp và các bạn nhận câu hỏi, thầy là tham vấn, rõ ràng, không có dạy, nghe không? Thầy hỏi này hơi sai, nhưng mà không sao, công đức không bồi là vì thầy không chấp. Thầy đồng ý á, thì thầy công đức có nha, mà thầy chấp một cái là mất công đức á, chịu không? Trả lời tôi vậy, đồng ý không? Đồng ý phải không? Rồi công đức tròn vẹn. Vậy ông cho tôi tiếp tục hỏi câu 15. Ông hãy cho tôi biết tại sao ông A Nan Đà giỏi bụi biện luận mà không ngộ đạo? Rồi chưa, biện luận là cái ông nói dốc. Ngộ đạo là cái ông thấy, tri kiến thấy thôi. Cái ông nói dốc không khi nào thấy được, thấy không? Còn ông đi mấy cái người mà người ta khôn không khi nào ta ra đường, ta chợ, ta nói đâu, thấy không? Ông anh đã là nói cái miệng thôi.
Còn cái ngộ đạo là cái thâm sâu, ta nhìn thấy được tận bằng con mắt Phật của người ta, không đi khoe người khác. Con khoe là nó mất liền. Ông A Nan Đà không biết cái lý do này thì là ông làm, nhưng mà cũng may nhờ ông Phật thôi, nói là về sau mà Hà Ca Diếp ông truyền cho ông này nè, ông ngộ thiền á, ông mới truyền nha. Vì thế mà ông Hà Ca Diếp hỏi ông thì mới xuất ra được 64 câu kệ. Thì ông Hà Ca Diếp mới truyền thiền ông làm tổ thứ hai. Lúc đó hết bếp xếp rồi, ông ngộ thiền ông hết bếp xếp rồi. Chứ hầu chưa ngộ thiền cũng bếp xếp gì lắm, ông nói dữ lắm. Khi ngộ thiền biểu nói không nói. Đó, hiểu chưa? Giống như là hồi đó mình không hiểu, mình đuôi, mình mù quá. Ưa đi, ưa nói này nói kia. Người ta nói là dốt hay nói, khi mà xấu hay làm tốt, mà dốt hay nói chữ. Mà khi người ta đã hiểu rồi thì không hiểu nói. Nói nó thật, càng nói càng chết. Rồi, hỏi tiếp đi. Vậy tôi xin đồng ý. Tiếp tục tôi hỏi câu hỏi số 16. Ông cho tôi biết tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào kinh Kim Cang để tu? Ông không nương vào kinh Kim Cang để tu. Bởi ông thầy đã khôn rồi. Chứ ông thầy mà tu nương kinh Kim Cang là tự sát luôn á. Kinh Kim Cang nếu mà đúng theo tu thì Kim Cang đó là tội chết. Biết sao không? Kinh Cang bảo là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, chết mẹ. Gặp con ma cũng giết mà gặp ông Phật cũng giết. Kinh Kim Cang biểu dạy cái này ai dám tu? Thầy dám không? Thầy dám tu kinh Kim Cang không? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Vừa thầy mà vừa xưng tu là Phật một cái là nó giết liền. Cái ông thợ tu Kim Cang giết liền. Dám không? Ai dám tu? Thì mấy người này ta khôn, mấy ông thầy là khôn. Chứ là tu theo Kim Cang là tự sát á, ở tù như chơi á. Rồi sao? Đồng ý không? Tôi đồng ý. Rồi. Vậy cho tôi tiếp tục hỏi ông câu hỏi thứ 17. Ông Nguyễn Nhân hãy cho tôi biết tại sao tu thiền tông, tại sao tu thiền thông không giữ giới? Thấy chưa? Rồi. Giữ giới là không sát sanh như vậy. Rồi sao thôi để rồi mấy thằng ra ăn trộm mới vô nhà nó dọn mình hết. Thấy không? Rồi sao? Tu thiền tông đói ăn mệt ngủ mới vậy thôi. Giặc vô nhà đàn bà cũng đánh, mình đàn ông còn đánh mạnh hơn đàn bà. Không giữ giới gì hết á. Mà thiền tông chỉ sống bằng trí tuệ sáng suốt thôi. Cái gì phải thì nói phải, trái nói trái. Đừng đi lấy của người ta, đừng đi nói dốc. Đó là tu thiền tông là vậy thôi, không giữ giới gì hết. Đói ăn mệt ngủ. Bây giờ giữ giới đúng 12 giờ ăn trưa ấy. Mà nó đói quá mà 8 giờ đói quá chịu không nổi sao? Ăn tầm bậy là không giữ giới. Đói ăn mệt ngủ, Trần Nhân Tông đã nói rồi. Đói lúc nào ăn lúc đấy, có vậy thôi. Giữ giới làm chi? Nhà có của phải giữ. Còn nếu mà nó vô nó ăn cắp thì đập nó. Chứ nếu mà ông mà giữ giới là kể như nó dọn hết á. Thấy không? Cứ vậy là Thiền Tông mới giải thích vậy, chịu không? Đồng ý không? Tôi nghe rất là thuận lý. Nếu ông giữ giới là ông sạc kịp luôn á. Vậy ông cho tôi hỏi câu 18. Ông hãy cho tôi biết tỳ kheo như chúng tôi tu được chánh đẳng chánh giác để được gì? Chánh đẳng chánh giác là tu được thành Bồ Tát. Là cao nhất, cao nhất là Bồ Tát. Thành Phật không có. Cái mà chánh đẳng chánh giác là tu ở thế gian này, tu để thành ở trên này nè. Thành Bồ Tát và thành A-la-hán là ở đây thôi. Còn tu thiền tông đi về Phật giới là tu thành Phật, về Phật giới thành Phật. Không có chứng gì ở đây rồi đó. Đó. Phải hiểu là tu thiền tông đi về nhà chưa? Hồi đó mình ở bên kia kìa. Mình không có tay chân, giờ vô đây ra tìm cái tay chân thì đi. Bây giờ có tay chân thì về đi. Chứ vô đây chứng gì Bồ Tát hay là A-la-hán gì thì cũng phải ở trong này thôi. A-la-hán thì ở trái đất, còn Bồ Tát lên nước cực lạc ở trên giữ cửa, giữ nhà cho ông A-di-đà đó. Thấy không?
Bồ Tát là giữ nhà trong Hoa Di Đà, Quan Âm Thế Chí đang giữ trển. Chứ người ta đem xuống trái đất này ta thờ là sai đó. Quan Âm Thế Chí là trên Hoa Di Đà đó, phụ tá cho Hoa Di Đà mà, phải trái mà. Còn Thích Ca này là phụ tá, là Văn Thù Phổ Hiền. Mình phải hiểu cái này. Rồi, đồng ý không? Vậy tôi nghe rất là thuận lý. Vậy ông cho tôi hỏi câu 19. Ông hãy trả lời, ông hãy cho tôi biết tu tứ diệu đế là tu làm sao? Rồi chưa? Tứ là bốn, diệu là kỳ diệu, đế là gì? Đế là đất nước vô lửa, là ta gọi là khổ đế. Mình sống này mang tứ đại khổ, cái khổ gì, cái thân tứ đại này. Nó đói mà không cho nó ăn, khổ không? Phải khổ. Nghe không? Rồi nó rét không có đồ ấm, nó mặc nó khổ không? Cái gì nó muốn mà không thỏa mãn nó thì nó khổ. Tứ khổ đế là chỗ này nè. Khổ đế là gì? Vua, khổ cung cực á. Chữ đế này kêu bằng người khổ, khổ tột cao, tột độ, người ta gọi là vua, vua khổ. Thấy không? Thành ra cái tứ diệu đế, tu tứ diệu đế là tu để biết cái khổ cung cực của thân tứ đại là cái gì? Sanh lão bệnh tử, ba cái khổ đế, khổ cung cực của thân một con người. Sanh lão bệnh tử, sao có khóc rồi, lão đi không nổi, chịu không nổi rồi, bệnh đau quá cũng phải la là tử sắp tứ rồi, không biết đi đâu nè, không biết đi đâu nè, khổ không? Tứ khổ đế là chỗ này. Rồi thầy hỏi tiếp đi, câu hỏi này rất hay nha, công đức nhiều lắm á. Nếu ai tôi, ai chịu nè, ai chịu rất là vỗ tay thì hoan nghênh. Vậy ông cho tôi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 20. Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử và Phật tử tu thành Phật? Bây giờ con ông suy nghĩ nè, cái thời Đức Phật, cái thời đồ đồng, mẹ cái nấu bằng cái đồ đồng chứ đâu có điện đâu. Vì nói cái này nó không chịu, nó không nghe. À, ông Phật ông giảng, ông nói bây giờ trời sấm sét á, là đó là âm dương, điện âm dương nó nẹt. Đệ tử ông nói trời ơi, đạo Bà La Môn nói cái là ông Thượng Đế, ông nói ông điên rồi hả? Thượng Đế làm á. Ông Phật nói sao? Nói, thôi mày là tin Thượng Đế sao, tao không giải nổi, để tao vào cho cái thời văn minh nữa nói nó nghe. Chứ nó điện từ điện trên không gian nó nẹt nhau, nó thành điện mà dạy cho môn đồ, ổng chửi ổng nó không điền chứ không. Rồi sao? Nếu nó thâu tao không được thì tao giao cho mấy công văn minh biết, ông văn minh nó hiểu mới dạy được. Vì thế mà cái thiền tông này phải đợi cho người văn minh. Nhưng mà văn minh 10 người nó chửi hết 9 người rồi, còn con ông khen rồi. Chính ông bữa nay cũng là cũng tuy chửi nhưng mà có công đức. Khó nhưng mà có công đức. Chưa có ai tạo công đức kiểu này. Còn hơn Đề Bà Đạt Đa ngày xưa chửi Đức Phật. Thấy không? Chính ông hỏi cái này thì tất cả những người này được phát lên thì người ta sẽ hiểu. Chứ tuy hỏi vậy nhưng mà được giải mã rất rõ ràng. Thầy có công đức vô lượng. Yên chí đi, đừng có lo. Rồi hỏi tiếp đi. Như thị,